Ba cái ổ cho ba con gà mái vô đẻ nè. Bên đây lóc bên đây có ba cái ổ nữa. Cúp cấp 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 coi như cái chuồng này bây giờ là hai tầng nè, cái tầng dưới này nếu như mà trời ấm thì nó đi xuống với nó chơi, nó nhìn ra vườn, còn nếu như mà trời ấm trời lạnh thì nó sẽ lên tầng 2, nên là mấy cái ổ cho nó đẻ. Cái đèn sưởi ấm ở đây nè. Đây là cái chỗ mà nếu mà trời ấm thì nó xuống đây nó chơi, còn trời lạnh thì nó sẽ đi lên phòng hang, nó lên tầng 2. Nó lên tầng 2 trên đây. Trên tầng 2 này là có 6 ổ đẻ. Cái đó là 3 ổ đẻ bên đó. Rồi 3 ổ đẻ bên đây. Ở đây là anh lúa ẩm mất cái điện vô trong đây để cho mấy cái đèn sưởi này nó cứu nè. Nó sẽ tỏa nhiệt ra rất ẩm cho mấy con gà, nó không có lạnh mùa đông. Còn mấy cây này là mấy cây để cho mấy con gà nó trèo lên, nó đứng trên đây nó ngủ. Gà thì nó rất là thích đứng trên cao để nó còn cây còn cây để nó ngủ. Như điện không vừa. Dây điện bên ngoài mình phải nối vô cái dây điện màu cam để đi ra ngoài này, nó không có bị thời tiết khí hậu làm cho bị tróc cái lớp nhựa bên ngoài nguy hiểm. Không, bây giờ nó mới có đẻ trứng, nó chưa có baby. Ừ. Nó đẻ xong rồi, mai nó đẻ nữa. Trời ơi, coi chị hai mừng kìa. Đẻ đây nè. Nó lạnh quá. Đẻ nó lạnh rồi sao? Nó mới làm đây mà sao có tắm? Trời ơi, là đẻ ngày mai mấy con kêu đẻ cho con coi. Rồi con số bạn đi. Đúng là mới đẻ cho nên nhìn nó mặt cái màu nó khác luôn ha. Đẹp chứ sao đẹp luôn. Con số 3 thôi. Lấy chỗ nào mà hai cái. Đấy, có thấy con nói hello không? Không. Có nghe con không? Ờ. Nhưng mà mami thấy con lấy một cái mà sao con lấy đâu hai cái vậy?
mới hai cái mà.